Nghịch thế thì đừng nóng à? Con đi vào trước đi. Con vào con cất cả cái gậy đấy đi con nhé. Ừ. Không nhìn mày dẫm đủ các thứ thế con. Dạ. Con đi vào đằng kia đi. Con nhìn mày chứ. Con vứt cái gậy đấy đi đi. Đứng đấy cho mẹ. Đứng đấy lau hết đi.